Ít ngày trước khi diễn ra giải chạy, công tác chuẩn bị về nơi ăn chốn ở vẫn được các cơ sở lưu trú tại Mèo Vạc khẩn trương triển khai. Ai nấy đều hiểu đây là cơ hội lớn để thu hút quảng bá du lịch Hà Giang tới du khách gần xa sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng cũng như vật chất rồi set up lại tất cả buồng phòng rồi mọi thứ để chuẩn bị rất là chu đáo để chào đón cái giải này. Đã triển khai bếp ăn và cũng tính toán những cái lượng calo nhất định để mà phù hợp với các vận động viên. Cái này thì không phải tự mình tính toán mà mình đều phải tham khảo với cả bên đơn vị tổ chức để mà làm thế nào đưa ra được cái bữa ăn nó phù hợp với cả tiêu chuẩn cũng như là dinh dưỡng của từng người. Theo thống kê từ ban tổ chức, đã có 2.300 vận động viên trong nước và quốc tế đăng ký tham gia giải chạy lần này. Cùng với đó là một lượng lớn cổ động viên, du khách đến theo dõi, đồng hành. Bởi vậy, đảm bảo mọi mặt là ưu tiên hàng đầu của chính quyền và các ngành chức năng địa phương. Cơ quan ban ngành của huyện cũng đã vào cuộc, như công an huyện cũng có kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự. Bệnh viện Đa Khoa cũng có cái đảm bảo về y tế. Huyện đoàn thì hỗ trợ hơn 150 đoàn viên để tham gia vào cái hoạt động giải chạy marathon quốc tế trên cung đường hạnh phúc năm 2022 tại huyện Mèo Vạc. Giải chạy sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai, mùng 9 tháng 10. Tại đây không chỉ được rèn luyện thể thao mà các vận động viên du khách sẽ được thỏa sức ngắm nhìn những danh thắng kỳ vĩ của Hà Giang, cũng như trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa du lịch mang đậm bản sắc các dân tộc ven cung đường huyền thoại, đường hạnh phúc. Bức tranh đẹp ngỡ là tiền cảnh. Núi nghiêng mình yêu thương, cao nguyên đa sang mừng kỳ vĩ.